Các con hãy sẵn sàng, vì vào 9 giờ các con không ngờ thì Con Người sẽ đến. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một ông nhà giàu kia, ông cưới đến 4 bà vợ. Ông ta rất thương bà vợ thứ nhất. Mỗi khi kiếm được tiền là ông liền mua sắm cho bà đủ thứ áo quần sang trọng, dẫn bà đi ăn tại các nhà hàng chữ danh. Không những thế, ông còn tâm tiền mua sắm cho bà đủ thứ hột xoàn trân châu. Bà muốn gì ông cũng chiều chuộng. Ông cưng bà như cưng trứng, hứng bà như hứng hoa. Còn mỗi lần đi họp hay đi kinh doanh, ông đều sung sướng và hãnh diện mang theo bà vợ thứ hai. Ông luôn khoe bà với bà con lối xóm, với đồng nghiệp, với khách hàng. Bà là niềm hãnh diện của ông. Còn mỗi khi gặp khó khăn, cho dù lớn hay nhỏ, ông đều thủ thỉ tâm sự với bà vợ thứ ba. Ông tin tưởng bà lắm, vì bà luôn là người cố vấn cho ông, một người cố vấn khôn ngoan, trung tín và đầy yêu thương. Bà thật là người bạn đời tri kỷ có 102 trên đời. Còn bà vợ thứ tư thì lại rất thương ông tha thiết, thương ông nồng nàn, thương ông chứa chan. Nàng dành hết cả cuộc đời mình lo cho cuộc sống của ông, lo cho sự nghiệp của ông. Nàng không từ chối một hy sinh nào cho chồng cả. Và ngay cả những khi ông lầm lỗi, bà cũng can đảm thầm nhắc nhở, khuyên lơn và rộng lòng tha thứ. Thế nhưng ông lại chẳng mấy khi để ý đến nàng. Rồi một ngày kia ông phát bệnh. Bệnh ung thư của ông đã đến thời cuối cùng, các bác sĩ đều bó tay. Biết mình chả còn sống được bao lâu, ông bèn cho mời các bà vợ đến để nói lời cuối cùng. Bà thứ nhất mặc xiêm bi lộng lẫy, nữ trang óng ánh, nước hoa lan tỏa khắp phòng, đến bên chồng đang hấp hối. Em, anh sắp chết rồi. Em là người anh yêu mến nhất, chăm sóc cho em từng ly từng tí. Em có muốn theo anh về bên kia thế giới để chung sống, để lo lại cho anh không? Không, nàng lạnh lùng đáp. Anh đi đường anh, em đi đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Nói xong, nàng ngoảnh mặt vội vã bước ra khỏi phòng. Lời bà như một nhát dao đâm thấu tim ông. Người phú gia vừa cố gắng nắm tay bà vợ thứ hai, vừa run run hỏi. Em, suốt đời anh, em là niềm hạnh phúc, là niềm kiêu hãnh của anh. Giờ đây anh sắp chết, em có muốn theo anh về bên kia như hào quang chói sáng cho anh, như người kính kỳ anh, hiến cử anh vào cuộc sống huy hoàng không? Không, anh chết rồi, tôi sẽ cưới người khác. Tôi phải thuộc về người khác chứ, ai lại theo kẻ chết xuống mồ bao giờ? Nói xong, nàng trở gót bỏ đi. Mỗi tiếng gót giày nàng nện xuống thềm nhà là một nhát búa đóng đinh xuyên qua tim chàng. Đau buốt, nát tim, người phú gia quay nhìn bà vợ thứ ba và ân cần hỏi. Này em, trong suốt cuộc đời, em luôn là người sát cánh cùng anh. Không có chuyện gì mà anh không chia sẻ cùng em. Em luôn bên cạnh anh, lúc vui cũng như lúc buồn. Giờ đây anh sắp chết, em có chịu theo anh không? Anh yêu em lắm, và em cũng yêu anh. Nhưng cùng lắm, em chỉ có thể theo anh ra nghĩa trang,
dìm anh đi vào lòng đất lành, rồi thắp cho anh những nén hương lòng. Em sới như anh thật nhiều, nhưng theo anh em không thể nào làm được. Nói xong, nước mắt nàng tuôn trào. Bỗng đâu có một giọng nói yếu ớt vang lên: em sẽ theo anh về bên kia thế giới, anh yêu, cho em theo anh, đừng bỏ em. Chàng phu gia lấy sức tàn ngồi trộm dậy, nhìn về phía phát xuất ra giọng nói. Và kìa, cái người vợ thứ tư của chàng đang ôm mặt khóc nức nở. Thân hình nàng quá mảnh khảnh, từ hồ dễ bị quấn theo chiều gió. Một người vợ yêu chàng tha thiết, nhưng đã bị chàng bỏ bê cả cuộc đời. Trước cái chết, chàng phú gia mới chân nhận ra giá trị của tình yêu, ai là người trung thành với mình nhất. Kính thưa cộng đoàn vùng phủ, câu chuyện đó tưởng ở đâu xa, nhưng nếu ứng vào cuộc đời của mỗi người chúng ta, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang ở giữa nghĩa trang này cùng với chị em tiểu thương để cầu nguyện cho các linh hồn, nhắc nhở chúng ta đến chính cuộc sống của mình và nhắc nhở chúng ta khi đối diện với cái chết để nhận ra đâu là người trung thành với chúng ta. Trước hết, bà vợ thứ nhất là ai của mỗi người? Thưa, chính là thân xác mình. Cho dù mình có mặc cho nó đủ thứ lụa là gấm vóc, nuôi dưỡng bằng cao lương mỹ vị, mình cũng chẳng đem theo ngay được về bên kia thế giới. Bởi vì thân xác này phải chôn tạm dưới lòng đất, chờ ngày phục sinh. Rồi bà vợ thứ hai, mình vẫn hãnh diện với bà con lối xóm, đó là chức tước bằng cấp của chúng ta. Nhưng chức tước ấy sẽ thuộc về người khác khi mình giả từ cõi thế. Còn bà vợ thứ ba là ai? Thưa, chính là họ hàng, gia đình mình, sẽ theo mình ra tận nghĩa trang, sẽ hàng năm kỵ dỗ cho mình, nhưng nào ai theo mình xuống biển. Còn cái bà vợ thứ tư mà mình đã vì quá chăm lo thể xác, chạy theo tiền tài danh vọng, bo chen chức tước quyền cao, ít khi mình buồn nghĩ đến, thì đó là ai? Thưa, là chính linh hồn của mình. Mình ít để ý chăm sóc nó, nhưng linh hồn này sẽ theo mình đi vào cõi đời sau. Kính thưa cộng đoàn vùng phủ, câu chuyện đã đó cho chúng ta thấy ý thức về sự chăm sóc linh hồn mình. Ngày hôm nay chúng ta đang trong ở tháng, trong tháng 11 hàng năm, giáo hội kêu gọi các tín hữu dương thế hãy trở về trong tâm tình thiệt thông để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời bằng cách tham dự các thánh lễ, sinh lễ, cầu nguyện, viếng đất thánh là nơi an nghỉ tạm bợ để chờ ngày phục sinh của những anh chị em đã qua đời. Nhắc nhở điều này để chúng ta nhớ ơn người đi trước. Khi chúng ta nhớ người khi trước để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, thì chúng ta nghĩ đây là điều lợi cho các linh hồn đã qua đời mà thôi. Thực sự ra, chúng ta nhiều người nghĩ thế, nhưng không phải như vậy đâu. Không chỉ các linh hồn nơi nguyện tội, những linh hồn mà trong đó có thể có những người là anh chị em thân bằng quyến thuộc của chúng ta được hưởng công phúc, mà cả chính chúng ta nữa. Hay nói cách khác, công phúc mà chúng ta được hưởng còn lớn hơn nhiều những gì chúng ta bỏ ra để cầu nguyện cho các linh hồn nơi nguyện tội. Khi cầu nguyện cho các ngài để sớm hưởng nhan thánh Chúa, các linh hồn sẽ không bao giờ quên ơn. Khi được về bên Thiên Chúa,
Xin sự cầu bầu của các ngài cho chúng ta có giá trị gấp vạn lần lời chúng ta xin cho chính chúng ta. Ngoài ra, khi chúng ta quây quần bên đất thánh cầu nguyện, dâng lễ cho các vị tiền nhân đã qua đời, cũng là cách giáo dục lòng thảo thiếu tuyệt vời hơn bất cứ bài học nào khác mà chúng ta dạy cho con cháu về lòng hiếu thảo. Và một ngày kia, chính chúng ta cũng hưởng hoa trái của sự giáo dục này khi con cháu chúng ta cũng cầu nguyện cho chúng ta. Thánh Thiên với chị em yêu thương, từ ngày chúng ta thỉnh được tượng Đức Mẹ Maria cứu vớt các linh hồn về nơi nghĩa trang này, là nơi chúng ta quy tổ, là nơi chúng ta cầu nguyện nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ cho các linh hồn. Và chúng ta cũng rất ghi ơn bởi vì chính nhờ các linh hồn bên cạnh hỗ trợ cho chúng ta mà chúng ta vẫn làm ăn buôn bán cho đến giờ phút này vẫn còn bình an. Chúng ta tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và cũng là để chúng ta nhớ ơn các linh hồn, những người đi trước chúng ta. Khi nhớ ơn những người đi trước là cũng là dịp nhắc nhở người sau. Bởi vì trong tâm tình liên kết nguyện cầu cho các linh hồn đã qua đời cũng nhắc nhở chúng ta về nơi chúng ta dù muốn dù không cũng phải tới. Và sẽ thật bất hạnh khi nơi tới qua cái chết lại không phải là tôn nhan vĩnh hằng của Thiên Chúa, mà lại là nơi phải khóc lóc và nghiến răng trong sự đày đọa đanh nghiến đời đời. Qua sự nhắc nhở này, chúng ta hãy sống tốt hơn, thể nghiệm niềm tin mãnh liệt hơn. Vậy khi chúng ta cùng nhau gồng tất cả mọi công phúc cầu cho các linh hồn đã qua đời, qua việc lành của chúng ta, qua cầu nguyện của chúng ta, cũng chính là chúng ta đang giúp chúng ta chuẩn bị cho linh hồn mình. Đó là cái bà vợ thứ tư trong câu chuyện được nhắc trên, để chúng ta thực hiện đúng lời Chúa nhắc nhở chúng ta. Hãy tỉnh thức và sẵn sàng luôn, vì chính giờ các con không ngờ thì con người sẽ đến. Cho nên hôm nay khi chúng ta nhớ ơn người trước thì cũng là gì nhắc nhở chúng ta là người sau hãy sẵn sàng tỉnh thức. Xin kính mời cộng đoàn đứng lên.